faccia con te. Gia đình Phương sẽ gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, bản cái tựa đề Lời Đáng Cho Cuộc Tình. Xin mời quý vị thưởng thức. Cuối cùng rồi mình mất thế, có sao đâu, không chỉ em trong vai mắt hồng được gì. Giọt lệ này dành để mãi đêm, về cùng người khóc giữa đêm. Cuộc tình nào rồi cuộc tối mai, một đường tàu.